Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chỉnh sửa cây này cái dạng là nó đổ đổ bay bay này các bạn. Đó. Mình sẽ chỉnh lại. Cái cây này thì mình sẽ thay chậu luôn các bạn. Đó, mình sẽ cạo lại. Cạo lại đó coi nó ra cái gì. Các bạn thấy không? Cái cây kỳ quá. Cây kiểng nó vậy đó, bạn chơi các bạn phải biết nó rồi, nó đến cái giai đoạn nào, đến cái thời điểm nào cần phải chỉnh phải sửa. Như cây này nè, không chỉnh sửa nữa thì vô chậu, để cái chậu ra muốn lật luôn cái để cục gạch ra muốn lật luôn cái chậu chuối đổ gì đó. Giờ mình phải chỉnh lại các bạn, rồi mình thay chậu nó ha, chỉnh lại thay chậu nó gai đó này, quá gai ghê luôn. Cắt sửa chỉnh mấy cái này làm clip để quay bạn chơi xem chơi thôi, chứ nó không có đẹp đẽ gì mấy cây này các bạn. Cái này mua của bên La Cả các bạn, mấy cây đây. Cái này mình phải vô cảo các bạn, nó mình phải vô cái cảo mới xử lý nó được. Còn cảo đại đi, gãi bỏ dục không có gì hết á. Mình đây bạc ngàn cây, cả ngàn cây không phải ngón cây, sợ được được thì cứ bỏ. Tại vì á, cây mà các bạn cứ để sợ 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 nó riết rồi nó đâm ra chỗ nó không không được bạn. Nè gai đây nè, sợ riết rồi thành cây nó quật mê, nó không giống ai hết á. Chẳng thà mình chấp nhận mình bạn thấy không, nói gì đâu không. Này mình vô cộng kẽm 8 ly các bạn. Được rồi, mình có cảo nè, ra trái hàng hà nè, bông nữa các bạn, bông trái xô tà lá. Đó mình làm cái cảo này, giờ mình chuyển qua cái cảo kia các bạn. Cảo kia là cảo không nắng, còn cảo này chỉ quấn rỉ thôi. Những gì mình sẽ sang cái chậu đó các bạn, sang chậu đó với một cái chậu khác sang vô. Mình cái gì mình cũng làm các bạn. Được rồi, mình nuôi chim có nè, nuôi trăng có nè, không yến phụng có nè, gà có nè. Tại cái số mình nó là cực, số cực thì là tại mình đam mê cái gì mình làm, khoái làm vậy các bạn.
Nhiều người ta không có làm các bạn ơi, ta thấy người ta nói u làm nó cho cực, ta nhiều người mình làm nó mà ông làm gì cho cực vậy, lương hưu cũng đủ rồi nhưng mà tại vì các bạn biết sao, cuộc sống mà không thể nào nói được, cái gì nó cũng phải có cái chậu này hình như nó lớn hơn cái chậu này, mình sẽ kiếm một cái chậu khác. Úc vô đổ này ra Úc. Đổ ra lấy cái chậu này, đổ đây này. Để ông coi cái đó mà ông bỏ ông vô chậu không hoặc làm sao đó. Đây, vô chậu này các bạn. Đó. Nốt khô xúc tôi miếng đất miếng cát rồi nốt. Cái này phải vô chậu này phải không? Vô chậu kia xúc miếng cát. Đó mình vô chậu các bạn. Chậu đổ phải vô vậy. Mình phải dựng cái nóc này lên đó rồi mình cảo các bạn vô đầy đủ đi rồi mình cảo lại các bạn xem đó. Cái này thì nói chung là cảo cho co lắc các bạn, cảo cho co lắc đây, đổ đây dừng ra rớt cái máy đổ vô đi đây đi. Rồi, rồi chân rớt đấy. Đây, vậy, vậy được rồi, vậy được chưa? Lên vậy ha, đó đổ nó vô. Rồi, lên nhiều quá rồi ấy thì sao? Chưa, cái này phải đổ để cho nó ngon Con cái lành. này con đây. Như sao? Động dây Dây gì đây là không có, không có gì ăn nhầm gì à, ý là ông dòng con kẽm ở dưới cái đáy phải không, đâu có nhầm, không phải, phải giờ vậy đi, giờ cho nó xuống chút xíu rồi mình tính sao, móc ra cho nó xuống chút thì không có cần lọn này. nó lên cao Cao quá cái rồi nó biết sao rồi cái án lên không có mong rồi. Vô chậu đi, vô đi tại bà nó lọn cái này, cái cục này nó chịu nổi rồi thấy không đó. Cây này mình thấy trái nó xiên, bữa nay mình sửa hai cây đổ các bạn đó. Rồi lát cái này dừng sao, rồi rồi được rồi được rồi, lát tôi tính sao nữa. Rồi các bạn nói vậy đó mà không giống ai á. Cày không giống ai đâu các bạn, đây mình sẽ vô mấy cọng kẽm tám nữa các bạn, mình cạo nó. Đây, vô đây anh cộng ngoài tính này anh cộng nữa các bạn. Bạn thấy không, nó vô dài vô dài, mình lấy cái rút mình rút lại
làm này thì nó hơi lâu các bạn, hơi lâu, tức là cái gì vậy, lâu. Rồi để mình rút cái sơn này, cái mình lấy cái mod mà mình đó. Để kèm cái con kém này chi các bạn, cho nó đừng có bị nó chịu lực lỡ bớ ấy, nó không bị xé, xé cây. Cây này xấu cũng xấu, đâu có đẹp đẽ gì đâu, nhưng mà làm phải làm cho nó coi được. Để cái máy xích ra các bạn, để gần là quơ quơ là rải luôn, rửa cái máy luôn. Lát và ngay chỗ nào mình để cái cẩu các bạn thì mình sẽ quấn thùng ngay chỗ đó. Quấn thùng ngay chỗ đó các bạn. Để làm gì? Để cho nó chịu lực. Những này gai quá, từ gai phải cắt gai. Cái này mình làm theo cách của mình nha các bạn, chứ không phải mình làm là mình để mình chỉ ai này cây nọ. Nó làm theo cách của mình, rồi mình chế, mình ra mấy cái cẩu này á, mình đặt mấy anh thợ hàng á làm, mấy thợ hàng làm giúp mình đó. Những cái cẩu này là mình chế nha các bạn, mình có mua ngoài, mình định về mấy cái rồi mình thấy đặt trước, mình lấy cái mẫu về đây mình làm luôn. Cái độ cong ngay chỗ cái này thì nó được rồi, ngay chỗ cái đọt này thì nó vừa rồi, chủ yếu có độ cong ngay chỗ cái góc này. Đây độ cong đây các bạn, độ cong ở chỗ này đây. Quấn vô đây nhiều cái này, mình cho cong ở chỗ này các bạn, ngay chỗ cái nhánh đó, đó. Cái cây trong tự nhiên các bạn, hiếm khi nào mà nó theo ý của mình lắm, ngàn cây mới được một cây thôi, hiếm lắm. Nói vậy cây kiển này nè, nó không phải dễ ăn đâu. Bây giờ mình kiếm miếng mót các bạn, mình ấy lên. Bây giờ nó cũng xong rồi các bạn, đây quay cho các bạn xem đây, nó xong rồi nè. Mình nắng nuốt rồi mình cạo lại nè. Đó các bạn thấy không? Đó. Cạo nó cong rồi nó queo rồi nó đủ thứ á. Đó, cái lúc đầu mình quay cho đoạn đầu các bạn thấy, giờ cái này nó vậy đó. Đó. Thì cái gì cũng phải vậy. Nó cũng phải từ từ. Đó. Muốn chỉnh sửa lại các bạn. Làm thì nó cực đó. Không có dễ ăn đâu.
khúc từ khúc giống bác các bạn nhìn thấy giống con rắn gì cặp nông không? Khúc đen khúc vàng thấy không, lượn 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 kỳ thấy màu lên xuống nè các bạn. Đó đây nè, mình cảo chỗ này các bạn, hồi sáng nó hơi cong cong mình cảo cho nó độ cong nó nhiều, mua cái cảo mình chế cảo nè. Đó, bông đang có bông có trái mình sửa luôn đó các bạn thấy, không phải dễ ăn ba cái kiểu này đâu, khó lắm, làm cá một vấn đề. Rồi clip cũng vậy các bạn, quay dưới lên cho các bạn xem nè. Rồi mình kết thúc clip các bạn, clip cũng hơi dài rồi. Giống một cái cặp nông không? Vẫn một cái dây đó các bạn. Đó là